hồi kết của A Quân. Hai mươi mấy năm ngậm đắng nuốt cay rồi. Ta cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay. Cơm, ngủ suốt đêm ngày mà lớn. Ngày ngủ đêm thức hả? Rồi, nói cho nó luôn. Ngày ngủ đêm thức. Ta đã nói dối nó là ma. Rồi thôi luôn. Ta phải tạo nhiều đường hầm để thông với nhau. Để tồn tại và qua mắt mọi người. Rồi thôi. Ta dạy nó dùng lá mê, thuật thôi miên để tồn tại và qua mắt mọi người. Ta chỉ dạy con bé thôi miên và phun lá mê làm người khác trúng độc tạm thời, và phun lá mê cho người khác trúng độc tạm thời. Còn những cái khác do Sơn Di dạy đó, dạy hết mới đúng. Còn những cái khác do Sơn Di dạy hết. Hai mươi mấy năm sống đời sống hoang dã để sinh tồn chốn rừng sâu, lại chốn rừng sâu để sinh tồn chốn rừng sâu, lại liếu luôn, để sinh tồn chốn rừng sâu. Sơn Di đã biết rất nhiều thứ. Đúng thời khắc mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Quần bảo đã dài nợ của thần linh. Hắn dám giết chết thầy Mo. Hắn sẽ phải đền tội trước thần linh. Thôi. Hắn sẽ phải đền tội trước thần linh. Vì đúng như lời nguyền của thầy Mo trước lúc lâm chung trăng trối lại. Đúng như lời nguyền của thầy Mo. Rồi, trước lúc. Trước lúc lâm chung đã trăng trối lại. Cũng như con trai của hắn, hắn sẽ phải tự giết mình. Cũng như con trai của hắn, hắn sẽ phải tự giết mình. Tự giết mình sao? Tao đâu có bị điên. Tao không ảo tưởng. Tao không có ảo tưởng. Bao nhiêu năm trời nay. Trời. Tao chỉ chờ tới ngày hôm nay. Trời thôi. Là ngày mà mày sắp chạm tay vào mơ ước. Và cũng là ngày mà mày không còn gì. Thậm chí cả mạng sống. Tao có một chút ngạc nhiên. Tao chỉ có chút ngạc nhiên. Khi mày biết con ma đó là con người.
Mày có thể giả ngu giả ngơ như vậy lâu như vậy? Mày có thể giả ngu giả ngơ lâu như vậy? Lẽ ra theo bản tính độc ác của mày. Rồi. Mày đã giết nó từ lâu rồi. Mày đã phải giết nó từ lâu rồi. Là thôi. Khốn nạn. Nhưng mà mày đã nằm mơ hơi sớm rồi. Rồi thôi. Bí mật của thần linh sẽ biến mất trên thế gian này. Vĩnh viễn chấm dứt tham vọng của mày. Tham ha, tham đi ha. Vĩnh viễn chấm dứt tham vọng của mày. Vĩnh viễn chấm dứt giấc mơ bá chủ của mày. Kịch bản là giấc mơ bá chủ của mày á. Rồi thêm một option nữa đi ha. Vĩnh viễn chấm dứt tham vọng của mày. Khốn nạn. Bắn. Rồi cho làm cái màu đi. Ngày hôm nay mày sẽ bị thần linh trừng phạt. Rồi. Những linh hồn của ngài đang trỗi dậy đuổi theo mày và ban cho mày cái chết khủng khiếp nhất. Những linh hồn của ngài đang trỗi dậy đuổi theo mày và ban cho mày cái chết khủng khiếp nhất. Ngài đang đến. Quân bảo, hãy đón nhận sự trả thù khủng khiếp của dôi thần. Ngài không đến một mình. Ngài đến với cả một đoàn quân hùng hậu. Ngài đến với cả một đoàn quân hùng hậu. Ngài sẽ giẫm đạp mày mẹp dí dưới chân của ngài. Mày phải chết. Mày phải chết cái chết đau đớn nhất. Mày phải chết một cái chết đau đớn nhất. Rồi. Mày phải chết một cái chết đau đớn nhất. Cái câu sau là gì? Thằng Hoa Quân này, đó là lời nguyền cuối cùng của thằng Hoa Quân này. Rồi thôi. Đó là lời nguyện cuối cùng của thầy Mo Ao Quân này. Mày hãy nhìn binh đồ của ngài đang đến. Ngài đến thôi. Ngài đang đến. Mày phải trả giá quân bảo. Mày sẽ phải trả giá thôi quân bảo. Mày phải trả giá. Mày phải trả giá. Ngài đang đến. Mày. Ủa tiếp luôn cái hình đó hả? Khoan cho Vinh coi lại cái miệng. Mày sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mày đã gây ra. Rồi. Thu. Mày phải trả giá cho những tội lỗi của mày đã gây ra. Quân bảo. Mày phải trả giá. Ngài đang đến. Ngài đang đến. Mày phải trả giá với những tội lỗi của mày đã gây ra quân bảo à. Quân bảo, mày phải trả giá. Ngài đến rồi. Mày phải trả giá thôi quân bảo.
mày phải trả giá. Ủa không lẽ giờ Vinh nói gì hoài luôn hả? Chắc tôi chết quá. Tập cuối rồi. Trời ơi. Và đó là cái kết của Quân Bảo cũng như là thầy Mo A Quân. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho phim Việt nhiều hơn, cũng như là cái công việc đứng sau người diễn viên là công việc lồng tiếng của Danh nhiều hơn. Like và subscribe kênh YouTube của Bùi Công Danh Official nhiều hơn nhé. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.